Bạn chú ý khu này rất là dễ sống nha. À, đây tôi đi từ trong đường hẻm ra đường gọi là đường Đoàn Văn Bơ. À, thì ở đây dịch vụ gì cũng có, à, từ sửa áo, sửa quần, sửa điện thoại, nước cờ búa, bán buôn, trang điểm, thuê xe du lịch, giặt áo, giặt quần đủ hết. Trời vừa mưa xong, nắng lên lại rồi. Đó. Rồi chợ búa, coi như là đại lý, chơi vé số cũng có luôn. Đó. Rồi đồng hồ, mắt kính, ăn sáng, ăn trưa, rau nhợ, đó. Cái gì cũng có. Đó. Thích trái cây, rượu, tiêu mì. À, trời mưa mà về đây cái xe cò đi họ kêu, nói chung là phải cẩn thận đi đường. Đường này nó hẹp lắm, gọi là đường Đoàn Văn Bơ của quận 4, đường 4 mét chiều ngang thôi mà người ta lấn ra, ta buôn bán rồi lề đường rồi coi như mất luôn. Đó, thịt heo rồi là có đầy đủ. Đó. Nói chung dễ sống, tiền vàng tiền bạc, thiếu tiền đem ra cầm luôn. Rồi tiền cầm đồ, rồi rau, rồi hoa, rồi cái gì cũng có. Sửa quạt máy rồi đây. Nhà này sửa đàng hoàng, đông khách. Nói chung ở đây cũng nhiều người đàng hoàng, sửa máy móc rồi, điện thoại di động rồi. Đó. Bán buôn, món chi cũng có. Sò lông, sò huyết. Remote control. Bán cả thuốc lào, cà phê, đương nhiên rồi. Bọc còi ghê lắm. Đường nó chật. Nhiều người cứ muốn chạy nhanh, mình cũng chả hiểu được. À, đường coi như là cửa hàng nhỏ nhỏ nhiều lắm. Nhà ở đây nó cũng nhỏ nhỏ thôi. 3x7, 3x8. Nhưng mà đắt giá lắm. Nãy tôi hỏi cái nhà trong hẻm cũng đẹp. Hai góc. Một đường hẻm lớn, một đường hẻm nhỏ. Thì đòi 5 tỷ rưỡi nhưng mà chắc 5 tỷ bán. Chỗ đó của cậu sửa máy MacBook của tôi quen, sắp lấy vợ muốn bán nhà. Em nói vậy ha. Để biết vậy. Giờ mình đi ra tới đường Tôn Đản rồi. Rồi nếu là quẹo đường Vĩnh Khánh này là buổi chiều là quán nhậu, quán ốc rồi đây. Là đây ha. Đường này đi thẳng là về nhà tôi luôn. Trưa thì thế này thôi, chiều là 4 giờ trở lại mới ôm xồm. Trưa thì nó hơi vắng, giờ nói với họ cũng chưa chuẩn bị dọn hàng đó đâu, cũng phải 3 giờ trở lên, 4 giờ, nhiều hồi là 4 giờ. Các bạn thấy. Cà phê buổi trưa. Nói chung sống vậy chứ hồi dịch Covid là nó vẫn que tồi. Nhiều người thật ra là tay làm hầm nhai, không làm là không có tiền để mà ăn luôn. Sống khó khăn lắm. Đây quận 4, quận thuộc loại quận nghèo, chỉ được mấy cái chỗ này để người ta ra ta làm ăn. À, nuôi sống lẫn nhau. Đấy. Bánh mì thịt nướng 15.000. Đấy, chuẩn bị cho buổi chiều bán, thường là 4 giờ là họ bày ra họ bán.
quán nhậu, quán ốc. Tầm tắm đêm, nói chung lẩu giờ nấu khoái rồi, chuẩn bị. Chưa chưa mà văn chưa chưa mở cửa. Cũng có quán bán trưa luôn. Nhậu rồi đó, bắt đầu nhậu rồi các bạn thấy chưa? Hôm nay đi ra đây ở trên người ta gọi là phố ẩm thực, là có cái bảng ha, nó làm cái khung sắt. Còn đây là góc đường Vĩnh Khánh và Hoàng Diệu, đi thẳng qua cũng là Vĩnh Khánh nha. Đây đi cẩn thận, như còn đèn đỏ người ta vẫn vượt à, những cái ông hồi nãy ông vượt đèn đỏ nguy hiểm. Với bên khu này thì nó vắng hơn à, nhưng mà tương lai chắc là cũng bị xâm chiếm bởi quán nhậu thôi, vẫn thuộc đường Vĩnh Khánh mà à. Thì đây là nơi tôi ở, chung cư. Để xem coi xe cái này sao mình đi ra. Cẩn thận, đấy, xe nó quẹo vô. Mình chờ nó quẹo, mình mới đi. Đi qua. Đấy, đi qua nha. Đây. Tới đây là tới nhà tôi rồi nè. Thôi mình đi một khúc nữa cho quý vị thấy. Nó cũng bay ra rồi. Sắp sửa rồi, quán nhậu, bé ốc. Sắp sửa rồi nè.